Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong tạp chí kỳ này, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số phóng sự sau. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Lào Cai gắn với phát triển du lịch. Vai trò của mỗi nghệ nhân dân tộc thiểu số trong bảo tồn văn hóa con người. Người lưu giữ trang phục truyền thống của người Tày ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với 6 dân tộc Mông, Giao, Tày, Kinh, Sái, Xa Phó cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 52%, việc bảo tồn truyền thống văn hóa gắn với phát triển du lịch luôn được thị xã Sapa quan tâm. Đây cũng là điểm nhấn để xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút khách du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Ngoài khí hậu mát mẻ trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp, thì tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc là lý do mà ông Gavit, du khách đến từ Vương quốc Anh, tìm đến với Tả Van. Đây cũng là địa điểm đầu tiên mà ông chọn cho hành trình khám phá Việt Nam. Cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, tôi rất hài lòng với phong cách phục vụ của người dân nơi đây và tôi đang tiếp tục tìm hiểu nét văn hóa của người dân bản địa. Tại Sapa, cũng như các địa phương vùng cao khác, du lịch đã tạo môi trường tốt để khôi phục và phát triển một số nghề truyền thống như nghề dệt, thêu thổ cẩm, làm trống, chạm bạc, nghề rèn. Để khuyến khích, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp trong bảo tồn, phát huy nghề truyền thống nhằm thu hút khách du lịch, phục vụ phát triển kinh tế. Nghề truyền thống của người dân tộc Mông như là nghề chạm khắc bạc, nghề mai thêu thổ cẩm. Thế thì để giữ gìn cái truyền thống đó thì là xã, thị xã là cũng đề xuất vào cái chương trình dự án để giữ gìn và bảo tồn cái nghề truyền thống của người Mông. Thị xã Sapa đã có 12 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận. Ngành chức năng và các địa phương đang chú trọng bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản, phục vụ cho tuyên truyền quảng bá, thu hút khách du lịch, đồng thời tạo ra sản phẩm mang lại sinh kế cho bà con theo phương châm biến di sản thành tài sản. Chúng tôi đang mời các cái chuyên gia và các cái nghệ nhân thực sự là am hiểu về từng các cái lĩnh vực nghề để khôi phục, để nghiên cứu, sưu tầm lại các cái mẫu sản phẩm cổ. Qua đó thì làm cái chất liệu để chế tác ra những cái phần sản phẩm mới mà nó mang tính ứng dụng lớn hơn, ứng dụng rộng rãi hơn để có thể phục vụ được cái nhu cầu của khách du lịch. Đây chính là cái nội dung mà lãnh đạo cả Sapa đang tập trung vào để mà phát huy giá trị di sản văn hóa cả Sapa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cả địa phương và góp phần thay đổi cơ cấu, đặc biệt là liên quan đến thu nhập người dân nông thôn. Sự độc đáo của văn hóa dân tộc được thể hiện trong không gian văn hóa các làng bản. Phát huy thế mạnh này, thị xã Sapa đang có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo động lực để mỗi người dân gìn giữ, phát huy và khai thác, tạo sinh kế cho phát triển du lịch bền vững. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển du lịch bền vững, một trong những giải pháp được huyện Bắc Hà chú trọng đó là giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trong đó, việc thành lập, duy trì hoạt động của các đội văn nghệ thôn bản là một ví dụ cụ thể. Sáng chủ nhật hàng tuần, câu lạc bộ văn nghệ Hồng Mi xã Bản Phố trở nên rộn ràng hơn bởi không khí chuẩn bị, mong muốn đem đến cho du khách những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc. Được thưởng thức văn nghệ, hòa mình vào những điệu nhảy, bản nhạc mang đậm âm hưởng núi rừng vùng cao là trải nghiệm thú vị đối với du khách. Chị thấy rất là vui và rất là hòa mình vào với lại không khí trong lành của đất Bắc Hà và những con người yêu thương của đất Bắc Hà này. Nhất là các em về văn hóa văn nghệ này rất là vui vẻ, rất là yêu thương. Để du khách được trải nghiệm, thưởng thức đầy đủ các nhạc cụ của dân tộc Mông như khèn, sáo, múa gậy sinh tiền, đàn môi, thổi lá, đều được câu lạc bộ văn nghệ Hồng Mi, xã Bản Phố mang đến không gian chợ văn hóa.
là thành viên lớn tuổi nhất trong câu lạc bộ, cũng là người lưu giữ được nhiều điệu khèn cổ của người Mông. Nghệ nhân Lý A Phồng vẫn đang tích cực quảng bá văn hóa của người Mông thông qua những điệu múa, âm hưởng từ cây khèn đến du khách. Với ông, được múa khèn, thổi khèn là niềm vinh dự và tự hào cho những thế hệ con cháu người Mông. Mình là người cao tuổi, cũng hơi cao tuổi rồi, nhưng mà đến chợ, tức là mình là người giữ đường nhiều bài. Và đi chợ thì chủ yếu mình thổi những cái bài chào khách này, văn nghệ để trong lễ hội của người Mông. Đó tức là để rèn rúa cái mình còn nhớ, với lại có để tăng cái sức khỏe dẻo dai cho mình bản thân. Cứ cuối tuần vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật thì đội văn nghệ lại biểu diễn ở chỗ chợ văn hóa Bắc Hà ở đây. Đấy, một là để phục vụ cho du khách trong và ngoài nước khi đến và tham quan chợ và quảng bá đúng cái nét văn hóa truyền thống của người dân ở nơi đây. Các loại hình nhạc cụ không chỉ là biểu tượng văn hóa cội nguồn của mỗi đồng bào dân tộc Lào Cai. Khi xã hội phát triển, đây còn là những sản phẩm du lịch đặc trưng tạo ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước khi đến với mỗi địa phương bản làng. Tại Bắc Hà, đồng bào nơi đây đang tận dụng hiệu quả giá trị văn hóa con người để đồng hành với phát triển du lịch cộng đồng. Khách du lịch đến với lại địa phương Bắc Hà thì người ta không chỉ đến để ngắm cảnh, rồi là để ăn ngủ nghỉ, thưởng thức những cái nét văn hóa, ẩm thực, mà ở đây cái đời sống văn hóa tinh thần cũng rất quan trọng. Và khách du lịch thì người ta rất là thích thú với các cái loại hình nghệ thuật của đồng bào các dân tộc vùng cao, và các cái cây nhạc cụ của đồng bào người Mông thì đã đem lại cho khách những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Đặc biệt là đối với cây sáo Mông, đó là một trong những âm thanh đẹp của núi rừng, và điều đó thì cũng đã tạo ra được cái hiệu quả là các vị khách du lịch đã quay trở lại với quê hương Bắc Hà nhiều hơn. Với 18 dân tộc cùng chung sống, đa dạng về văn hóa, vì vậy phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng đang được huyện Bắc Hà chú trọng, trong đó lấy văn hóa tộc người là trọng tâm. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm duy trì, khôi phục hoạt động của 50 đội văn nghệ tại thôn bản, gắn với văn hóa, đời sống của từng dân tộc trên địa bàn. Chúng tôi có thể giới thiệu những làn điệu múa xòe và những ẩm thực của dân tộc Tày, như là những cái món ăn đặc sắc của thời các cụ để lại, và nhất là những điệu xòe truyền thống của người Tày đã được công nhận dịp văn hóa phi vật thể của quốc gia đấy ạ. Thành lập các cái đội văn nghệ truyền thống tại các xã, thị trấn, thì đến thì hiện tại bây giờ thì chúng tôi có hơn 50 đội văn nghệ của các cái xã, của các cái thôn có đủ cái điều kiện mà có thể biểu diễn cho khách xem và cho khách thưởng thức những cái nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các cái đồng bào dân tộc. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang được huyện Bắc Hà chú trọng, vừa lưu giữ được những làn điệu dân ca nhạc cụ truyền thống, vừa phát triển du lịch, đem lại ấn tượng sâu sắc cho du khách khi đến với vùng đất cao nguyên trắng. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển và hội nhập, bản sắc văn hóa các dân tộc đang dần mai một, giới trẻ ngày càng ít quan tâm về truyền thống của dân tộc mình. Chăn trở giữ gìn vốn quý của dân tộc, đã có những con người thầm lặng, say mê sưu tầm, nghiên cứu, mong muốn truyền dạy cho thế hệ sau. Phóng sự sau kể về những nghệ nhân như vậy. Nghệ nhân ưu tú Ma Thành Sợi là người có bề dày chiều sâu trong nghiên cứu sưu tầm vốn văn hóa Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Hiện ông sưu tầm ghi chép được 13 tập sách về văn hóa tập quán, lễ nghĩa, vùng đất và con người đồng bào Tày, khu vực ông sinh sống. Thấy là cái phong tục tập quán, cái nét đẹp văn hóa của người Tày ở vùng Nghĩa Đô đây, bây giờ nó mất đi nhiều quá rồi. Thì tôi mới suy nghĩ là thôi, mình phải làm thế nào sưu tầm khôi phục lại để ghi chép lại, sau đó đi cứ tuyên truyền phổ biến
để cho bà con hiểu biết được. Nghệ nhân ưu tú Triệu Văn Thêu ở thôn Khe Quạt, xã Tân An, huyện Văn Bàn lại có những hiểu biết thâm sâu về văn hóa dân tộc Dao thông qua việc học tập tiếp thu từ các thế hệ trước và trong sách cổ người Dao. Ông đã mở nhiều lớp dạy chữ nôm Dao cho những người yêu con chữ để trao truyền vốn quý đó. Nói chung là cái lớp học của cái chữ nôm nho này, nôm Dao này thì nó cũng rất nhiều ý nghĩa. Có từ nhỏ nhất là nó dạy từ lúc mình lớn lên, ấy, bố mẹ sinh ra lớn lên là từ ăn nói này, cử chỉ đi đứng này, rồi đạo đức này, rồi là phải học cái này là có cái chữ này là nó có ý nghĩa của nó đủ hết như thế. Tôi cũng là rất mong là cái lớp này được mở ra với cái là mở mang đầu óc của nhân dân, học tập để cho người dân đây là noi theo và học. Để giữ gìn bản sắc dân tộc. Lào Cai đã có 25 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và 2 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. 2 nghệ nhân được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam công nhận là nghệ nhân dân gian. Đây là những nhân tố điển hình tâm huyết trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc. Bảo tồn văn hóa này chúng tôi đều phải có sự gắn kết của các nghệ nhân. Bởi vì các nghệ nhân chính là đội ngũ nòng cốt, là những người rất quan trọng trong cái việc gìn giữ, giúp cho cộng đồng gìn giữ các phong tục tập quán đấy. Những đóng góp của các nghệ nhân là những việc làm đầy ý nghĩa, góp phần bảo vệ, giữ gìn, vận động và trao truyền cho con em mình, đồng bào mình, bảo tồn kho tàng văn hóa quý báu của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, yêu bản sắc văn hóa của mình, bà Tráng Thị Lan ở thôn Na Hối Tày, xã Na Hối, huyện Bắc Hà là một trong số ít người vẫn đang lưu giữ và truyền được nghề may trang phục truyền thống của người Tày ở Bắc Hà. Vào dịp lễ hội, ngày Tết hay cưới xin của người Tày, công việc may trang phục truyền thống của bà Tráng Thị Lan lại trở nên bận rộn hơn. Dù đã ở tuổi gần 70, nhưng những bộ váy áo truyền thống của người Tày Bắc Hà vẫn đang được bà Lan thêu may cẩn thận trên từng đường kim mũi chỉ, tạo cảm giác thoải mái, tôn dáng người mặc. Chất vải mới nhưng mà may theo thời xưa. Làm cái tuần văn hóa du lịch ấy thì 100 diễn viên mặc áo Tày đi lên sân khấu thì đúng, tôi nhìn cái mắt của tôi thì đúng, có đúng một người già là mặc là không phải áo của tôi may ra thôi. Thì là vải thời xưa nhưng mà tất cả là áo của tôi may ra hết thì tôi rất là tự hào. Gắn bó với nghề may trang phục truyền thống của dân tộc gần 40 năm, với kinh nghiệm của bản thân cộng với sự tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, tay nghề của bà Tráng Thị Lan được nhiều người biết đến. Với xu thế phát triển, nghề may trang phục truyền thống của đồng bào người Tày dần bị mai một. Việc truyền nghề cho con cháu luôn được bà Lan quan tâm. Với trên 10 học viên học nghề, đến nay con gái cả của bà Lan đã cơ bản học được nghề từ mẹ. Dạy tận tình từng đường may mũi chỉ, vì là mong ước, mơ ước của mẹ em là mình lưu giữ những cái truyền thống đấy, thì mình không có sự giao thoa giữa các cái văn hóa mà mình vẫn muốn là giữ nguyên cái bản sắc dân tộc. Trong cái quá trình may thì là có những cái mà em chưa làm được ấy, thì là mẹ em hướng dẫn em đến khi nào làm được thì thôi. Gia đình cô Tráng Thị Lan ấy thì cô may cái trang phục rất từ lâu rồi. Đấy, rất từ lâu rồi thì đến nay thì cô cũng đang truyền lại cái may trang phục này cho con gái. Đấy, con gái rồi con dâu. Các em có nhu cầu thì cô vẫn truyền lại về cái may trang phục của dân tộc Tày. Ngoài may cho các nghệ nhân ra, đấy, rồi là những người già thì cơ bản là cũng may những cái bộ cho các cháu để tham gia các cái buổi như là khai giảng năm học mới, rồi là tổng kết để được giữ cái nét đẹp văn hóa không để nó mai một. Bắc Hà với tiềm năng phát triển về du lịch, việc lưu giữ phát triển nghề may trang phục truyền thống cho các thế hệ sau như bà Tráng Thị Lan vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, vừa tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn và ấn tượng với du khách khi đến với mỗi địa phương, thôn bản. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.